Vâng, xin kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh chia sẻ của Hoàng Văn Thịnh. Thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với anh chị và các bạn về một cái chủ đề là đất quy hoạch là gì và có nên là mua đất ở trong cái vùng quy hoạch hay không. Đó. Thì người xưa đã có câu là an cư rồi lạc nghiệp. Thì do vậy là có một cái chỗ ở ổn định để phát triển được cái sự nghiệp rất là quan trọng với nhiều người, đặc biệt là đối với những người mà ngay từ đầu đã có cái kế hoạch mua đất để sử dụng lâu dài chứ không phải là để đầu cơ hay là mua đi bán lại. Đó, thì cái việc mà gặp một mảnh đất mà mình ưng ý để mua, thì cái việc mà tìm hiểu thông tin về cái mảnh đất cũng như là mảnh đất đó có nằm trong cái vùng quy hoạch hay không, nếu là đất trong quy hoạch thì có nên là mua đất nằm trong quy hoạch hay không, thì để giúp anh chị có thể giải đáp được những thắc mắc này và giúp anh chị có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này, thì ngày hôm nay tôi sẽ làm cái video này để tôi chia sẻ cho anh chị và phân tích cho anh chị về vấn đề này nha. Ok, thì trước khi bắt đầu nội dung của video thì tôi xin mời anh chị và các bạn hãy giúp tôi ấn một nút like của video này và hãy giúp tôi chia sẻ video này đến cho nhiều người biết hơn nữa. Và anh chị hãy giúp tôi ấn vào nút đăng ký kênh nếu như anh chị chưa đăng ký kênh nha. Xin cảm ơn anh chị và các bạn. Thứ nhất là đất quy hoạch là gì? Đó. Thì để hiểu rõ đất quy hoạch là gì thì anh chị đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu như thế nào là quy hoạch sử dụng đất. Thì theo quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 3 Luật Đất đai năm 2013, quy hoạch sử dụng đất là cái việc mà lên kế hoạch phân bổ và xác định được một cái vùng đất đai để sử dụng cho một cái mục đích nhất định. Thì quy hoạch sử dụng đất là cái việc lên kế hoạch phân bổ và xác định một vùng đất đai để sử dụng là một cái mục đích nhất định, chẳng hạn như là để sử dụng cho cái mục tiêu bảo vệ quốc phòng an ninh, bảo vệ một cái môi trường và thích ứng với nhiều sự thay đổi tiêu cực của khí hậu, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời là có những cái thay đổi định hướng sử dụng quỹ đất phù hợp cái nhu cầu sử dụng đất của từng ngành, từng lĩnh vực ở từng địa phương. Thì cái việc mà định hướng như vậy á, thì được áp dụng với từng cái vùng kinh tế trong một khoảng thời gian xác định và được phân chia thành từng kỳ quy hoạch sử dụng đất cụ thể. Thì như vậy á, là có thể hiểu rằng ngắn gọn là quy hoạch sử dụng đất là cái việc mà lập kế hoạch sử dụng đất từng địa phương đó. Thì phân theo từng cái mục đích sử dụng và được chia thành từng kỳ trong cái một khoảng thời gian nhất định. Đất quy hoạch chính là cái vùng đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất. Ví dụ như là một số cái quy hoạch đất đai phổ biến như là quy hoạch xây dựng khu dân cư, rồi quy hoạch về đường sắt, rồi quy hoạch về làm đường giao thông, đó vân vân. Thì cái việc mà quy hoạch này á, được đưa ra để hoạch định cái chính sách phát triển kinh tế địa phương, đảm bảo về cái việc mà sử dụng đất một cách là có hiệu quả. Và đây là cái cơ sở để nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho phép là chuyển mục đích sử dụng đất, hay là cái cơ sở để nhà nước thực hiện được cái việc mà đền bù về đất, cái chi phí về đất cho người dân khi mà có quy hoạch cần phải thu hồi đất. Đó. Thì ở mỗi cái địa phương đều phải có cái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dựa trên cái quỹ đất cũng như là cái tình hình sử dụng đất thực tế ở địa phương. Và cái kế hoạch này cũng có thể là thay đổi theo từng cái thời kỳ để đảm bảo được cái sự phát triển phù hợp nhất. Tiếp theo là làm thế nào để có thể biết được đất nào thì nằm trong quy hoạch. Đó. Thì cái việc mà quy hoạch đất ở mỗi địa phương là không giống nhau và cũng có thể là thay đổi qua từng cái khoảng thời gian. Thêm nữa là quy hoạch này có thể là đã có công khai hoặc là chưa công khai. Đó, cho nên nếu anh chị là người dân muốn tìm hiểu về cái đất này có nằm trong cái quy hoạch như thế nào hay không thì anh chị có thể tìm hiểu bằng các phương thức như sau. Anh chị hãy kiểm tra quy hoạch dựa trên thông tin trên sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc là sổ hồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Trong những trường hợp mà đất đã có sổ thì thông thường là cái thông tin quy hoạch vẫn sẽ được ghi trên trực tiếp trên cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thông tin về cái việc mà quy hoạch sẽ nằm trong cái phần là ghi chú. Trong đó thì chỉ đó là đất lô đất này là đang trong diện quy hoạch gì. Đó. Thì người mua đất sẽ xem xét cái quy hoạch đó có phù hợp với mình hay không để tiến hành được cái việc mà thực hiện mua đất. Tiếp theo là nhờ công ty nhà đất dịch vụ ở địa phương kiểm tra quy hoạch. Đó. Thì do những công ty làm việc trong cái lĩnh vực nhà đất ở địa phương là những người mà làm kinh doanh dựa trên đất đai, là cho nên là họ sẽ nắm được những cái vấn đề này, vấn đề quy hoạch ở địa phương này. Đó. Thì cái việc mà hỏi công ty kinh doanh lĩnh vực nhà đất ở địa phương sẽ giúp anh chị nắm được cái thông tin quy hoạch một cách là nhanh chóng để dễ dàng hơn. Tiếp theo là anh chị tìm hiểu quy hoạch đất ở tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đó. Thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền địa phương mà nắm được các thông tin về kế hoạch quy hoạch sử dụng đất là văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương. Đó. Và tức là phòng tài nguyên
hoặc là Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. Thì đây là cái cơ quan nhà nước quản lý đất đai ở địa phương, cho nên là họ nắm rõ nhất về cái việc mà đất đai đang nằm trong quy hoạch như thế nào. Thì cho nên là người dân đến Phòng Tài nguyên và Môi trường hỏi thì sẽ có được những thông tin là chính xác cho mình. Và để cân nhắc chắc chắn xác thực hơn thì người mua đất có thể là xin cấp chứng chỉ xác nhận là quy hoạch của phần đất của mình định mua. Việc này sẽ giúp có được cái thông tin đảm bảo chính xác và rõ ràng. Thì tuy nhiên về cái mặt thời gian thì có thể là sẽ lâu, do thời gian để có chứng chỉ xác nhận là 10 đến 15 ngày tùy từng địa phương. Đó. Thì có nhiều cách để xác định được cái việc mà đất đai có nằm trong cái quy hoạch hay không hay là thuộc diện quy hoạch nào, thì anh chị có thể lựa chọn cách thức phù hợp và thuận tiện nhất với mình. Cách cuối cùng là anh chị có nên là mua đất trong quy hoạch hay không. Đó, thì cái việc mà có nên mua đất trong quy hoạch hay không là còn tùy thuộc vào cái mục đích và cái điều kiện của mỗi người. Chẳng hạn như là nếu cái mục đích đất xác định là để sinh sống ổn định lâu dài, mà thấy đất này đang nằm trong quy hoạch làm đường hay là giao thông, hay là những cái loại mà quy hoạch khác không được xây dựng nhà ở, thì không nên là mua để tránh phải bị thu hồi trong quá trình sử dụng. Đó. Thì tuy nhiên nếu như trong trường hợp nhà đất này đang nằm trong cái quy hoạch mà được bán với giá rẻ, thì tùy theo cái điều kiện kinh tế mà có thể là xem xét để mua. Đó. Vì cái quy hoạch là cái thứ mà có thể là thay đổi theo thời gian, cho nên là biết đâu thì cái quy hoạch này có thể là sẽ thay đổi hoặc là dỡ bỏ trong tương lai. Thì tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng mà anh chị có thể đưa ra được cái lựa chọn cho phù hợp với mình. Thì mua đất quy hoạch thì có thể là tồn tại những cái rủi ro, tuy nhiên là trong nhiều trường hợp thì nó cũng còn rất là nhiều cái cơ hội. Cho nên là cái việc mà người đi mua đất là phải tìm hiểu rõ ràng về cái phần quy hoạch đối với phần đất đai, nhà cửa mà mình định mua, để có thể là phù hợp nhất với cái mục đích sử dụng hay là cái khả năng tài chính của mình, để tránh cái việc mà không tìm hiểu kỹ mà phải chịu thiệt thòi khi mà anh chị mua bán nhà đất và dẫn đến những cái tranh chấp không đáng có. Thì bên cạnh cái việc mà tìm hiểu đất có nằm trong quy hoạch hay không, thì khi mà mua đất, người mua phải nên là tìm hiểu một số cái thông tin khác về bất động sản, về chẳng hạn như là cái chủ đất có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa, rồi mục đích sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi có đất xây dựng nhà cửa, rồi công trình nào hay không, đó, nguồn gốc của đất này là như thế nào, rồi hay là đất có đang nằm trong cái tranh chấp hay là đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án hay không. Đó, thì đây đều là những cái thông tin mà người mua đất nên là tìm hiểu rõ. Thì đất đai là một tài sản mà có giá trị lớn, thì cái việc mà anh chị tìm hiểu rõ ràng trước khi mà anh chị mua thì bao giờ cũng là sẽ giúp cho anh chị sẽ tránh được những cái rủi ro cho mình. Ok, thì tôi vừa chia sẻ cho anh chị và bạn về đất quy hoạch là gì và chúng ta có nên là mua đất bị dính quy hoạch hay là vướng quy hoạch hay không. Đó, thì tôi hy vọng là qua cái video này anh chị cũng sẽ có được cho mình một cái câu trả lời là có nên mua đất để dính quy hoạch hay không. Thì ok, cảm ơn anh chị và bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi ngày hôm nay. Nếu anh chị cảm thấy nội dung của video ngày hôm nay hay và ý nghĩa, thì anh chị hãy giúp tôi ấn vào nút like của video này và hãy giúp tôi chia sẻ video này đến cho nhiều người biết hơn nữa. Và anh chị hãy giúp tôi ấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới màn hình và ấn vào nút chuông thông báo ở bên cạnh để lần sau tôi phát sóng, thì anh chị và các bạn sẽ là người nhận được những thông tin giá trị về bất động sản sớm nhất. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi ngày hôm nay.